Lắc lắc solo Yesu lắc ơi. Mày làm gì vậy lắc? Mày mù à? Đang đập chim. Tao hỏi mày này nhá. Tao thấy mày được cái gì cả? Vừa đen, vừa hôi. Hôi thật. Cô đi solo Yesua với tao đi. Mà tao không hiểu tại sao mày lại có con bồ ngon vãi nồi. Này, con ghẹ mày ngon, hôm nào cho tao thử miếng nhé. Cái người vừa thôi nhé, cái loại vừa hạt dốt vừa xấu lại còn mập như mày. Mày đang tập mày chết chè bố mày mập. Thôi ơi, dừng lại. Có chuyện gì từ từ nói anh em à. Mẹ nó được đâm chết mẹ nó. Mày dám chơi đâu mập. Mẹ nó dám chết mập à.